Siêu nhân và các mạnh thường quân ơi, đây là bao gạo cuối cùng để là bao gạo cuối cùng ngày mai các con ăn rồi. Hôm nay ở các con của Hà Chi là chỉ còn một bao gạo để ăn thôi. Kính xin mạnh thường quân và anh siêu nhân hãy thương cho các bé ở trạm của Hà Chi và giúp cho các con có được gạo ăn. Đây. Tháng này Hà Chi không còn một cái chi phí nào hết. Tiền điện tháng này thì còn chưa đóng nữa. Tháng ngày mai là bị cúp điện rồi. Chứ tháng này Hà Chi không có tiền để đóng tiền điện luôn. Thì gạo cũng hết, thức ăn cũng hết luôn. Kính xin các mạnh thường quân và anh siêu nhân giúp đỡ cho các con của Hà Chi.